Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Vâng, thì tiếp tục trong buổi sáng ngày hôm nay em sẽ tiếp tục cập nhật đến cho quý vị chị và các bạn một mẫu xe vừa mới về cửa hàng của mình. Vâng, anh em nào đúng chân, đúng màu, đúng mệnh về chiếc xe này thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, thì bây giờ em sẽ đi review về chiếc xe này cho quý vị chị và các bạn cùng xem. Vâng, thì trước màn hình nhỏ của quý vị anh chị và các bạn đây sẽ là một chiếc Daewoo Lancetti bản CDX nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, có năm sản xuất 2008, đăng ký lần đầu 2009, phiên bản số tự động, máy 1.6, mang biển kiểm soát 15A36030. Vâng, một chiếc xe màu xanh còn khá là đẹp, zin hết toàn tập anh em nhé. Với giá tiền bên em đang bán là 242 triệu đồng. Vâng, anh chị em nào mà đúng màu đúng mệnh bỏ ra 242 triệu đồng đã có một chiếc sedan 2 đầu bản số tự động đấy, mà còn có thể nói là zin toàn tập như thế này thì rất là hợp lý, cũng như là phù hợp với điều kiện, thì anh chị hãy múc ngay em đây về để có thể đi gia đình. Với chiếc xe này thì hầu như người ta chỉ chạy gia đình là rất là nhiều, còn đâu không ai chạy dịch vụ về chiếc xe này cả, thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó không phù hợp kinh tế để cho mọi người chạy về dịch vụ anh em nhé. Sơ sơ của chiếc xe thì màu xanh nam ấy, rất là đẹp. Đấy. Bên em còn hai chiếc như này, một chiếc hai chiếc màu như này mà đều là Lancetti, một chiếc Lancetti số sàn 209 và chiếc này là 208 CDX. Anh em nhìn thấy từ những cái cụm đèn gầm đèn pha của chiếc xe này còn rất là ok cho các vị chị và các bạn luôn. Sáng bóng rất là đều nhau, biển Hải Phòng, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ. Bốn bánh được trang bị la răng đúc nguyên bản theo xe, hệ thống bốn phanh đĩa ABS đầy đủ anh em nhé. Xi nhan được tích hợp trên sườn, sơn si của chiếc xe thì không phải bàn một cái gì cả. Đấy, bốn bánh la răng đúc, xe được trang bị vành R17 rất là to anh em thấy đây, la răng 5 chấu anh em nhé. Sơn si cũng như đèn đóm của chiếc xe thì còn zin hết nhé. Đấy, đèn đó của chiếc xe thì anh em nhìn thấy đây, cụm đèn hậu của chiếc xe thì còn nguyên bản hết. Anh em nhìn thấy nó đều nhau, nó ố theo thời gian anh em nhé, ố theo thời gian rất là đều nhau. Cản trước, cản trước, cản sau của chiếc xe thì khá là ok. Vâng, có năm sản xuất 2008 và đăng ký lần đầu 2009, phiên bản số tự động như thế này. Anh em chạy thì rất là lành, rất nhàn. Dòng này thì chạy rất là đầm anh em nhé. Vâng. Chiếc xe thì còn đăng kiểm cho đến tháng 12 năm 2020. Vâng, anh em phải bóc cổ ra này. Chiếc xe thì được trang bị nội thất là ghế màu da, màu đen nguyên bản anh em nhé, bản số tự động. Được trang bị hai túi khí và đây là cột kèo của chiếc xe. Cánh cửa trước bên phụ zin hết toàn tập luôn. Dòng này thì rất khó là bóc cổ. Đấy, anh em nào đang có nhu cầu mua cho mình một chiếc CDX, còn đối với dòng này thì cũng phải là tùy vào sở thích của mọi người, đúng không ạ? Đúng màu, đúng mệnh, đúng chân thì có thể là mới mua chiếc xe này. Và đây là phần táp lô, hầu như những chiếc xe này thì tất cả nội thất cho đến đấy của chiếc xe, sơn xi của chiếc xe thì cũng khá là đẹp. Và đối với chiếc xe này thì máy móc của nó cũng còn rất là chất luôn. Đấy, anh em thấy đây, phần táp ly của chiếc xe còn khá là đẹp. Đây là phần keo chỉ đây, keo chỉ của chiếc xe zin hết luôn anh em nhé. Vâng, cam kết cho quý vị chị và các bạn là đầu đít cột kèo của chiếc xe còn zin hết, không đâm đụng, không tai nạn và không ngập nước. Đấy, nội thất của chiếc xe đây anh em thấy đây, một bộ nội thất màu đen còn rất là hợp lý. Sàn chiếc của chiếc xe thì khá là sạch sẽ luôn và rộng rãi luôn, anh em ngồi thì rất là thoải mái, trần nỉ nguyên bản và rất là sạch sẽ. Dòng này thì không có chiếc nào là bẩn cả vì chiếc xe nào cũng sạch, vì đây là một mẫu xe gia đình đi rất là giữ gìn. Đấy, tất cả từ đai ốc cánh cửa cho đến ốc bản đề của chiếc xe còn khá là ok. Một chiếc xe đấy còn khá là ok cho các vị chị và các bạn luôn. Anh chị em nào đúng màu, đúng mệnh, đúng chân về chiếc xe này thì có thể là alo trực tiếp cho em để là cập nhật về cái chiếc xe này.
Đấy, khóa mở bằng cốp anh em ạ, bằng khóa điện nhé, cốp mở khóa điện luôn này. Đấy. Và cốp xe thì dòng này thì cốp xe của nó cũng rất là rộng rãi. Kích kiếp của lốp dự phòng đây anh em thấy đây, 5 la răng đúc luôn nhé. Lốp dự phòng đây, kích kiếp đầy đủ theo xe luôn. Vâng, đây là phần cốp đằng sau này. Đấy, còn nguyên zin hết, không có đâm đụng, không có tai nạn đây. Tất cả cái phần đinh bấm dàn giật đây của nó còn rất là ok. Vâng, khá là ok. Đây là phần keo chỉ và lắp cốp đây. Đường máng nước của nó còn rất sạch sẽ. Nói chung là đối với chiếc này thì bên em cam kết cho quý vị chị của bạn là một chiếc xe zin toàn tập. Vâng, zin toàn tập anh em nhé, zin toàn tập. Đấy, và phần gầm bệ cũng không có vấn đề gì mục mọt, không có vấn đề gì của mục mọt anh em nhé. Mức để mà bỏ ra tiền là 242 triệu đồng, anh em mua một chiếc sedan 2 đầu số tự động đời 2008 đăng ký 209 như thế này thì em cảm thấy cũng rất là ok. Vâng, cánh cửa mở ra vẫn đủ 3 lớp luôn, keo chỉ zin hết luôn anh em thấy đây. Quá đẹp cho quý vị chị bạn, âm thanh này khá là ok, rất là sạch sẽ và rộng rãi luôn anh em nhé. Cửa đóng rất là khít luôn. Vâng, đây là phần tắp đi của cánh trước cánh lái đây. Cái cánh mà hay mở ra nhiều nhất thì vẫn còn rất là đẹp. Bảng tổng điều khiển của chiếc xe, phần keo chỉ của chiếc xe. Đấy, rất là ok cho vị trí của các bạn luôn. Nội thất thì không phải bàn, nội thất nguyên bản rồi, rất là mềm, ngồi rất là êm. Chiếc xe thì được trang bị hai túi khí bên tài và bên phụ, hệ thống đề lỗ start-up. Đây em nhé. Vâng, bao zin cho quý vị chị và các bạn, chiếc xe mới chạy được có 5 vạn 3, 5 vạn 3 rất là ok. Âm thanh thì dòng âm thanh của dòng này thì không có chê điểm gì rồi. Hệ thống gương cục xe anh em nhé, đầy đủ cho vị trí và các bạn luôn, gương kính chỉnh điện hết. Tất cả đều lên xuống rất là ok. Gạt mưa phun nước của chiếc xe thì rất là đẹp. Âm thanh thì cái volume được tích hợp trên bô lăng anh em nhé. Hệ thống số của chiếc xe thì điều hòa tự động, hệ thống số thì cũng rất là ngọt. Cam lùi được tích hợp trên gương anh em. Rất là đẹp cho quý vị chị và các bạn, nội thất chiếc xe đây. Trần nỉ rất sạch sẽ anh em nhé. Dòng này thì không phải bàn về chất lượng rồi, chạy rất là đầm và chất. Bây giờ chúng ta sẽ xuống mở cái phần khoang máy của chiếc xe này. Đèn auto luôn nhé. Mở khoang máy của chiếc xe này để cho quý vị chị và các bạn cùng xem về cái chất lượng của chiếc xe này anh em nhé. Đây là tổng quan tổng thành về khoang máy của chiếc Daewoo Lanzetti Scenic đời 2008 phiên bản số tự động máy 1.6 động cơ Ocotec anh em nhé. Đấy, máy lổ rất là êm, dòng Scenic này thì máy của nó thì là máy to 1.6, lổ rất chất lượng, độ tiêu hao nhiên liệu của nó cũng khá là nhiều, rơi vào tầm 9 lít 100 cây. Đấy, chung là đây là một chiếc xe còn rất là đẹp và cứng xe cho quý vị chị và các bạn luôn. Đây là phần lắp cabo của chiếc xe. Phần lắp cabo chiếc xe còn khá là đẹp, không có đâm đụng gì anh em nhé.
Vâng, thì vừa rồi Tuấn Anh ô tô Hải Phòng có giới thiệu qua cho quý vị chị và các bạn về một chiếc xe Daewoo Lazetti Sedic đời 2008, đăng ký lần đầu 2009, phiên bản số tự động máy 1.6 và đang được chào bán tại cửa hàng của mình với giá tiền là 242 triệu đồng. Anh em quan tâm đến mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 081 666 2386 anh em nhé. Và xin cảm ơn tất cả quý vị chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.